gian là mình quay mình giới thiệu các bạn cơn mưa buổi chiều 6 giờ rưỡi chiều tối các bạn, mà bầu trời đỏ rực lên rất là đẹp đó các bạn. Cơn mưa rất là lạ, mà tự nhiên sao 6 giờ rưỡi tối mà mưa xuống trời nó đỏ lên mà. Đẹp thiệt thảo. Đẹp thiệt thảo. Đẹp thiệt thảo. Bạn này quay cũng ok thôi. Bạn này quay cũng phê. Kỳ quá. Hai cậu cháu mình bị khùng.